Xin chào cả nhà đã quay trở lại kênh Sân Ma TV của mình nha. Thì cả nhà, thì hôm trước á thì mình ngủ ở đây nè, thì mình có thấy một vong cô gái. Nói chung là cái vong này á thì mình thấy là cũng hiền, nhưng mà hôm nay mình cam này để mình biết thử coi cô gái này có hung dữ không, có muốn làm hại mình không, và cũng như là nói chung là hôm nay là mình sẽ nếu mà gặp cô gái á, gặp cô gái xuất hiện thì mình sẽ nói chuyện với cô gái này, thử coi cô gái này đến từ đâu và có muốn mình giúp đỡ cái gì không, hay là muốn đến đây để hại mình. Thì nói chung nay là anh Tú đi quay rồi, thì mình có để, có kêu anh Tú để cái cam lại cho mình đặt á, thì để coi có thấy gì không. Thì bị đau họng cả nhà, thì cả nhà nếu mà thương vợ chồng mình thì xin ủng hộ cho mình có động lực làm tiếp thật nhiều video để cả nhà mình cùng xem ha. Thì cũng xin cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã nhiều lần giúp đỡ vợ chồng của em, thì em xin mang ơn và xin chúc cho cả nhà mình được nhiều sức khỏe nha. Giờ thì chút xíu nữa mình sẽ nằm ngủ ha cả nhà, nằm ngủ đây, nằm ngủ thử coi có hiện tượng gì không. Nếu mà mình gặp cô gái thì nói chung là nay là mình sẽ là kiểu như là mình dán cố gắng để mà ngồi nói chuyện với cô gái, là mình hỏi coi cô gái này đến từ đâu và có cần mình giúp đỡ gì không ha cả nhà. Thì nói chung là mình thấy thì mình cũng sợ đó, ai trên đời này mà gặp ma mà không sợ đâu cả nhà, đúng không? Cho dù mình có đi khám phá nhiều lần đi chăng nữa thì mình cũng sợ. Thì hôm nay thì nhất định là mình sẽ dán cố gắng giữ bình tĩnh để trò chuyện cùng cô gái này nghe cả nhà. Thì giờ mình sẽ nằm xuống đây nha. Mình cảm giác thấy giận ốc sao á. Mình bị đau họng á cả nhà, nên là thí dụ mà có gì cả nhà thông cảm giùm nha. Rồi mình sẽ nằm ở đây xíu nữa mình ngủ coi, mình xem coi là cô gái có đến đây nữa hay không. Mình xin phép cả nhà mình nằm ngủ ha. Cũng mong là cô gái này á là hiền và cần mình giúp đỡ, chứ nếu mà làm hại mình cũng không biết sao nữa. Tại vì giờ anh Tú cũng đi quay rồi, hôm nay mình cũng dán gan dạ dữ lắm luôn á cả nhà, nhưng mà trong trái tim mình vẫn đập mạnh cả nhà, cảm thấy là nói chung là hồi hộp, rất là sợ, không biết là sẽ như thế nào. Thì hôm á mình thấy là mình đã xỉu, và khi mà anh Tú anh về đó, anh đỡ mình dậy và mình cũng có cởi với anh Tú á. Thì anh Tú anh mới chích cái camera an ninh lại á cho cả nhà mình cùng xem á.
Thôi giờ mình sẽ im lặng nha cả nhà, mình nói chuyện hoài thì cô gái không có xuất hiện nữa. Thì giờ mình cũng sẽ nằm đây, giờ mình ngủ nha. Rồi chờ hiện tượng, có hiện tượng gì đến với mình hay không. Ngủ nha cả nhà.
Cả nhà có thấy không? Mình vừa thấy á, mình vừa thấy là như là có cái gì đó chạm vào cái mặt của mình đó cả nhà. Nếu mà cả nhà có thấy cái gì thì cả nhà comment cho mình biết nha. Mình vừa thấy, nói chung là mình thấy làm như là tóc của cô gái hay sao á, là chạm vào cái mặt của mình, làm cho mình nói chung là giật mình luôn á. Mình cũng đang còn sợ cả nhà. Dù vậy mình cũng là phụ nữ mà, thì nói chung mình thấy mấy hiện tượng này thì mình phải hết hồn, phải sợ. Thì bây giờ thì mình sẽ cố gắng để mà một lần nữa mình ngủ, để mà coi có hiện tượng gì nữa không. Thì mình sẽ nói chuyện với cô gái, hỏi trực tiếp cô gái luôn nha cả nhà. Tài nổi óc cục hết chưa? Giờ mình sẽ dán giữ bình tĩnh và sẽ im lặng.
Nghe chưa? Ai vậy? Ai? Là cô ấy đó coi nha. Cô ấy giờ bóp cổ mình đó. Mình chỉ tiếc là mình không không gặp được cô ấy. Mình vừa thấy vừa giật mình cái là nhìn lên là không thấy nữa. Bóp rất là đau luôn cả nhà. Bây giờ mình cảm thấy rất là lo lắng và bất an. Cô ấy lại xuất hiện ở nhà. Có phải là cô là con gái hôm trước không? Cô muốn gì? Cô không làm hại gì cô hết. Cô có cần tôi giúp gì không? Cô gái này chỉ vào bụng. Mình nghĩ là cô gái này đang rất là đói. Thôi được rồi, nếu mà cô thật sự đói thì tôi sẽ nói với chồng tôi sẽ tìm cách giúp đỡ cô. Nhưng mà thật sự tôi không biết phải làm như thế nào hết. Nhưng mà tôi cầu xin cô đừng làm hại gì gia đình của tôi hết. Cô ấy lắc đầu cả nhà. Cô ấy so bụng. Ý là cô ấy nói là cô ấy không làm hại mình. Và cô ấy rất là đang đói. Cô ấy đi đâu mất rồi cả nhà? Mình nghĩ mình sẽ nói với anh Tú để tìm cách giúp đỡ cô gái này. Mình cảm thấy rất là mệt và nhức đầu cả nhà. Cả nhà thì nói chung á thì mình làm cái video này thì muốn cho cả nhà mình thấy được những hiện tượng nào á, thì cả nhà mình cứ comment để cho mình biết. Và mình sẽ về nói với anh Tú á, là cô gái ấy như vậy đó, thì để cho anh Tú tìm cách để giúp đỡ cô gái này, và cũng như là tìm cách để mà nói chuyện với cô ấy. Tại vì nói chung là mình không có biết cách để giao tiếp với lại linh hồn của cô ấy. Và mình chỉ là thấy cái cử chỉ của cô ấy là lắc đầu và so vào bụng á cả nhà. Thì cũng xin cảm ơn cả nhà mình nha, đã xem video. Chúc cho cả nhà mình một ngày tràn đầy sức sống và hạnh phúc.
Và cũng xin cảm ơn cả nhà đã giúp đỡ và ủng hộ cho kênh suốt thời gian lúc mới bắt đầu làm. Thì Ngọc Ánh xin chào tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe nha. Xin chào cả nhà mình, bye bye.